Kính thưa quý khán thính giả của chương trình Văn hóa Văn bản Nhật Lạc Việt, chúng tôi là Không quân Nguyễn Nhân Ức, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết năm Quý Mão. Chúng tôi xin thay mặt cho Tập thể Chiến sĩ kính gửi đến quý niên trưởng, quý đồng hương trong nước và ở hải ngoại một năm Quý Mão an vui, hạnh phúc và vạn sự như ý, và chúc nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Kính thưa quý vị, chúng tôi những người Việt tị nạn cộng sản đã rời xa quê hương gần 48 năm. Những hình ảnh và tin tức được phổ biến ở trong và ngoài nước thì quê hương Việt Nam hiện vẫn còn những người dân vẫn còn sống khắc khổ với chế độ bảo tàng cộng sản. Họ không có cơ hội để phát triển và thăng tiến cũng như những người dân ở các nước Tây phương khác. Chúng tôi mong rằng quý vị người Việt Nam hãy đứng lên để mà tranh đấu cho những quyền lợi cá nhân của mình giống được có cơ hội thăng tiến cũng như ở các cư dân của các dân tộc tự do khác. Và riêng những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa ở trong nước hoặc hải ngoại, chúng tôi cũng kính chúc quý anh em được giữ gìn sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, và luôn luôn giữ vững tinh thần quốc gia và để tranh đấu cho một quê hương Việt Nam có được tự do dân chủ và sống một cách có con người hơn là bị bạo quyền cộng sản đè nén đàn áp. Và chúng tôi một lần nữa cũng kính gửi đến tất cả quý vị người dân trong nước cũng như hải ngoại, cũng như tất cả những chiến hữu và anh em ở trong và ngoài nước luôn luôn có một năm Quý Mão an vui, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và có nhiều tinh thần để tranh đấu cho một Việt Nam tự do không cộng sản trong tương lai. Đó là những ước nguyện của tất cả những anh em chúng ta, những người Việt yêu nước đều có những cái sự mong muốn như vậy. Và chúng tôi xin kính chào tất cả quý khán giả và quý liên trưởng cũng như tất cả quý vị, và một lần nữa kính chúc quý vị được bình an. Cảm ơn.